Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn, chuyên review nhà bán chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở hẻm 50 đường Nguyễn Quý Yêm, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Thì hướng này chúng ta sẽ ra ngay hẻm 50 Nguyễn Quý Yêm nha. Còn hướng này thì chúng ta sẽ đi ra hẻm 176 đường Bùi Tư Toàn. Thì chúng ta đi vào bằng hẻm này thì nó thuận tiện hơn. Xung quanh này anh chị, nhà cao tầng nha. Từ vị trí này chúng ta đến bến xe miền Tây khoảng tầm 3 phút đi xe máy nhé. Và xe hơi xe tải có thể vào đến tận đây nhá. Ở đây chúng ta có một cái đại lý nước này. Thì xe tải nó vào đây lấy nước được nhá, lấy chở bình nước đi. Còn nhà chúng ta ở trong này ha. Thì căn nhà này trước đây kênh Nhà đất Trường Sơn có review một lần rồi. Nay thì chủ nhà hạ giá để bán gấp nên Sơn làm video này để cập nhật lại thông tin cho các anh chị, đồng thời review lại căn nhà để anh chị chúng ta cùng tham khảo nhé. Phía trong này thì nó là hẻm cụt đấy anh chị, hẻm cụt rồi nha. Có mấy căn thôi. Thì nhà chúng ta đây nè, hai lầu ha. Trên lầu 2 là chúng ta có ban công luôn nè. Phía trong này thì nó hẻm cụt đấy anh chị. Đây ha, trước nhà chúng ta này. Thì ở đây thì chúng ta có một bức tường của căn nhà phía trước thôi. Nên không gian sinh hoạt của chúng ta cũng rất riêng tư nha. Bên trong thì có một căn nữa. Nhà chúng ta đây ha, hai lầu nè. Thì đây là địa chỉ nhà anh chị nè. Đây ha, địa chỉ nhà chúng ta này. Anh chị quan tâm thì mình ghé xem nhà ha, xem vị trí trước. Còn muốn xem bên trong thì hoặc là xem kỹ video này, hoặc là gọi trước cho Sơn một tiếng đồng hồ nha, rồi Sơn qua mở cửa cho các anh chị. Đây là bên trong nhà đây ha. Thì căn nhà này có diện tích để ngang là được 2,5m, gần 3m, chiều sâu được 5m nhé. Kết cấu 1 trệt 2 lầu, có 2 phòng ngủ rất rộng. Thì nhà chúng ta có hướng là Tây Nam. Về giấy tờ thì nhà có số nhà quận cấp cũng như là có bổ thuế hàng năm nhé. Thì hình thức mua bán thì chúng ta sẽ mua bán giấy tay và ra văn phòng thừa phát lại lập vi bằng làm chứng. Giá bán cho căn nhà này thì trước đây chủ nhà kêu bán là 1 tỷ 150 triệu. Nay chủ nhà cần bán gấp nên hạ giá chốt luôn một cái giá ưu đại cho khán giả của kênh Nhà đất Trường Sơn với mức giá không thể rẻ hơn nữa, đó là 950 triệu. Chỉ cần 950 triệu là có thể sở hữu được một căn nhà 2 lầu cách bến xe miền Tây tầm khoảng 3 phút đi xe máy. Đây là trên lầu 1 nhé. Chúng ta sẽ có cửa sổ này, hai cửa sổ đấy, giúp cho căn nhà chúng ta sẽ rất là thông thoáng. Đối diện là bức tường này của căn nhà ha. Rồi. Ok. Bên đây chúng ta có cửa sổ này nè. Rồi. Tiếp tục lên lầu ha. Thì anh chị nào đang tìm mua nhà dưới 1 tỷ ở quận Bình Tân thì tham khảo ngay căn nhà này nha. Trên lầu 2 đây. Đấy, phía trước là có ban công luôn ha. Phía sau này chúng ta có cửa sổ này. Đây anh chị. View xung quanh ha. Tuyệt vời chưa? Phía trước đây ha. Nhìn toàn cảnh không này. Đây là ban công trước nhà ha. Ban công này. Đấy, đối diện chúng ta thì bức tường thôi. Bức tường của cái nhà phía trước nên không gian sinh hoạt chúng ta cũng riêng tư này. View đây ha. Đấy. Ổn chưa?
xung quanh này. Nhà cao tầng ha. À rồi, ok các anh chị nhé. À như vậy thì chúng ta đã vừa tham quan xong căn nhà này. Thì anh chị nào mà thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì liên hệ với Sơn để đi xem nhà và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn nha. À Sơn nhắc lại về giấy tờ của căn nhà này thì chúng ta có số nhà quận cấp, có bộ thuế hàng năm. Hình thức mua bán thì chúng ta sẽ mua bán giấy tay và ra văn phòng thừa phát lại lập vi bằng làm chứng. Giá bán là trước đây là 1 tỷ 150 triệu, nay chủ nhà hạ giá chốt luôn mức giá ưu đại cho kênh, cho khán giả của kênh Nhà Đất Trường Sơn, đó là 950 triệu. Đấy thì anh chị quan tâm thì gọi ngay cho Sơn nha, số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Bye bye.